Chư Thánh giới thiệu coi như là tiếp anh em nghệ sĩ. Thì nãy giờ quý vị thấy là trên sân khấu rất là dễ thương, rất là hoành tráng, hiện đại, âm thanh ánh sáng tân kỳ luôn. Và đặc biệt thì Chư Thánh sẽ được giới thiệu một nhạc sĩ rất nổi tiếng trên cộng đồng mạng hiện nay, nhận rất là nhiều show theo sự yêu cầu của quý vị và khách. Đây, Chư Thánh xin giới thiệu bầu show nhạc sĩ Văn Cường, nhạc sĩ Đặng Sến Văn Hảo, nhạc sĩ Đặng Tranh Thanh Vân, và đặc biệt là nhạc sĩ Đặng Organ Keyboard Thành Vinh. Dạ, nhận tất cả các show theo sự yêu cầu của quý vị quan khách. Và cũng là một cái duyên thì nhạc sĩ Văn Cường về Cần Đước thực hiện rất là nhiều show qua sự liên thông của bà con cô bác, để nhạc sĩ Văn Cường điều động em nghệ sĩ về đây để cùng chung vui, cùng thực hiện chương trình đặc biệt để phục vụ quý vị bà con Cần Đước. Và để liên tục chương trình bắt nghề, Chư Thánh sẽ được giới thiệu quý vị chào đón nghệ sĩ Quỳnh Thoa. Và lời nói đầu tiên cho phép Quỳnh Thoa được kính chúc cho tất cả quý vị có mặt trong bữa tiệc cưới ngày hôm nay được một bữa ăn thật là ngon miệng, vui vẻ và hạnh phúc. Và kính chúc cho cô dâu chú rể trăm năm tình duyên mạng bắt đầu nghiện phu thê. Và để tiếp tục chương trình văn nghệ ngày hôm nay, Quỳnh Thoa cũng xin gửi đến một bài tân cổ được mang tên Tình Em Tháp 10. Xin mời cùng nghe. Thank you.
của mình á, dạng chim trời về xây tổ, nước trong dòng còn gấp ở đồng xa, chắc cũng có số phận nên kẻ lại người qua, rồi khúc dân ca mình cùng chung nhau. Ai về ngã sao ấp trung cho ta nhắn gửi về trong tháp người. Quả sứ Gò Tháp bởi Mỹ à, nhớ công anh những giang sang dịu dàng. Xin thay mặt nghệ sĩ Quỳnh Thoa, xin cảm ơn những cảnh lòng thân thương của anh đã gửi tặng. Xin cảm ơn rất nhiều.